Mới đây tỉnh Vĩnh Phúc hòa tốc tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ ngày 21 tháng 2 và chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, số lượng F0 đang tăng nhanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cùng với dự báo về không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới gây rét đậm rét hại và mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.